Ngày 2 tháng 9 là ngày được quyết định là ngày đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và ngày này thì được lựa chọn vào thời gian nào? Đáp án A là ngày 25 tháng 8, đáp án B là ngày 26 tháng 8 và đáp án C chính là ngày 27 tháng 8 ạ. Và ngày đó là thời gian ngày 26 tháng 8 ạ, đáp án B. Vâng ạ, ngày 26 tháng 8 là ngày mà Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định tuyên bố độc lập vào ngày 2 tháng 9 mọi người nhé. Câu hỏi số 2 như sau, nội dung bản tuyên ngôn độc lập bao gồm mấy phần? Đáp án A là 2 phần, đáp án B là 3 phần và đáp án C là 4 phần ạ. Nội dung bản tuyên ngôn độc lập thì gồm 3 phần, đáp án chính xác là đáp án B. Phần 1 là cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn, phần thứ 2 là cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn và phần thứ 3 là lời tuyên bố độc lập. Câu hỏi số 3 là bản tuyên ngôn độc lập được Bác Hồ viết tại đâu? Đáp án A là ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, đáp án B là Bắc Bộ Phủ số 12 Ngô Quyền, Hà Nội, đáp án C là Làng Cạn ở xã Phủ Thượng, huyện Từ Liêm ạ. Đáp án A là đáp án vô cùng chính xác và bản tuyên ngôn độc lập được Bác Hồ viết tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang. Đây là một ngôi nhà có hình ống nằm gần cuối phố Hàng Ngang và đây là nơi buôn bán sầm uất của khu vực phố cổ. Ngôi nhà này thì là ngôi nhà có hai mặt phố và gần số 48 là mặt tiền phố Hàng Ngang và gần số 35 là mặt tiền phố Hàng Cân. Trong những ngày đầu cách mạng tháng 8 năm 1945 thì ngôi nhà là nơi làm việc của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và đây cũng là nơi đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở trong những ngày đầu trở về Hà Nội và ra những quyết định có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với dân tộc Việt Nam. Câu hỏi số 4 như sau, tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Câu này được trích từ văn kiện nào? Đáp án A là tuyên ngôn độc lập của Pháp, đáp án B là hiến chương Liên Hợp Quốc và đáp án C là tuyên ngôn độc lập của Mỹ ạ. Câu hỏi số 4 của chúng ta, đáp án của chúng ta chính là tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Đáp án của chúng ta là đáp án C, đáp án vô cùng chính xác. Đây là câu nói được trích trong bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ và vào năm 1776.